Vô luôn, cô đè vô luôn. Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi mời bà con xem dòng máy xới đất tên Mini TK35. Máy có nhiều tác dụng, lên luống tạo rãnh, phay, xới đất, cày, gọn nhẹ, có thể vận hành trong mọi điều kiện địa hình thời tiết khắc nghiệt. Máy chạy côn tự động, khả năng vận hành cao hơn so với các loại máy xới chạy hộp số. Động cơ mạnh mẽ, có bô e trên cao giúp làm sạch không khí hơn, máy làm việc hiệu quả hơn. Máy nhẹ có thể khuân vác, di chuyển dễ dàng, phù hợp với khu vực đồi núi địa hình gồ ghề. Chính vì vậy, máy xới đất đa năng rất được mọi người ưa chuộng. Thông số kỹ thuật của máy xới đất Mini TK35, động cơ xăng 4 thì, dung tích xi lanh 48cc, độ sâu làm đất 8-15mm, chiều rộng cắt 35cm, chiều dài tay vịn 42cm, năng suất làm việc 0.5 ha mỗi hát, trọng lượng 19kg, kích thước đóng gói 80-49-35cm. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.